Có thể các bạn nhìn thì chỉ đoán đây là một bác nông dân hiền lành và giản dị phải không? Đây chính là một trong những phi công huyền thoại giỏi nhất của lịch sử Việt Nam, là người lái máy bay MiG-17 giỏi nhất thế giới vào thời điểm đó. Ông đã bắn hạ tận 7 máy bay của Mỹ. Ông là phi công huyền thoại, anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Văn Bảy. Anh hùng Nguyễn Văn Bảy sinh năm 1936 tại Đồng Tháp, tên là Bảy, con thứ Bảy, đi bộ đội lúc 17 tuổi. Học văn hóa 7 ngày lên 7 lớp, 7 lần bắn rơi 7 máy bay Mỹ bằng máy bay MiG-17, được phong anh hùng năm 1967. Năm 1954, thanh niên Nguyễn Văn Bảy khi đó mới 17 tuổi, bị ép lấy vợ nên đã trốn gia đình đi bộ đội và tập kết ra Bắc. Với dáng cao lớn khỏe mạnh, anh Bảy được chọn đi học lái máy bay. Văn hóa chưa qua trường lớp nào, chỉ biết đọc biết viết, nên lên Lạng Sơn phải học cấp tốc 7 ngày 7 lớp. Nhờ cực thông minh, nhanh trí mà tiếp thu đủ định lý, định nghĩa, công thức trong thời gian rất ngắn. Chàng thanh niên phi công 7 ngày đó có thói quen sau khi bắn hạ máy bay Mỹ, vẫn lượn vài vòng quanh đó để xem nó rớt xuống như thế nào rồi mới chịu đi. Tháng 10 năm 1965, máy bay của ông bị trúng đạn, buồng lái bị thủng. Ông đã dùng chính bàn tay của mình để bịt lỗ thủng. Các bạn không nghe nhầm đâu. Dùng tay để bịt lỗ thủng máy bay để tự hạ cánh an toàn mà lẽ ra phải xin chỉ thị để nhảy dù. Chuyên gia Liên Xô lúc đó trông thấy còn mắt chữ A mồm chữ O. Amazing, good job. Thật không thể nào tin nổi. Tôi thì được dạy dỗ 10 năm trong nhà trường. Thì kiến thức của tôi, văn hóa đấy, dứt khoát là cao báo 7. Thứ hai là tôi trẻ hơn. Thế nên trình độ bay của tôi giỏi báo 7, khẳng định. Thứ ba là tôi trẻ hơn, tôi khỏe hơn. Thế nhưng kết quả chiến đấu thì bác 7 bắn rơi 7 chiếc, tôi zero, không bắn chỗ nào. Để nói lên rằng tất cả kiến thức, sức khỏe, trình độ bay nó phải thể hiện qua bắn rơi máy bay cơ, thì bác 7 là vô địch. Và thế hệ phi công chúng tôi là thế hệ trẻ nhất thì đều công nhận bác 7 là phi công số 1 Việt Nam, và nước không quân Mỹ cũng công nhận như thế. Sau này nhiều phi công Mỹ bị ông bắn hạ năm xưa tìm đến nhà chơi, ông vẫn bắt gà, nướng cá lóc, ngồi nhậu với nhau bình thường. Ông mất năm 2019, thọ 83 tuổi, để lại cho thế hệ sau lòng cảm phục và biết ơn sâu sắc. Cảm ơn các bạn. Nếu các bạn thấy video của mình đưa ra những thông tin có ích cho các bạn có thể đăng ký để ủng hộ cho mình nhé. Mình cảm ơn.